con điên kìa. Bụng tôi thẳng lì thế này mà cứ bảo không thấy bụng gì hết trơn. Đâu có mà thấy. Bạn nên nghĩ kìa, bụng to kìa. Hơn tuổi. Đây này, mới quay cái này để anh Minh Nhí nè. Bụng mình cũng nhỏ thôi, móc bụng vô kìa. Đó, cái bụng bằng thẳng lì. Đừng có quay cái bụng tôi như con cóc giữa rồi đó. Bụng giữa hè đẹp hơn. Vậy nè, thấy mặt thẳng lì. Ôi, trẻ mà tôi đẹp chứ gì. Mặc đồ này xong, đội nó xong em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Ngày xưa còn đi show nhiều. Và bầu show còn có nhiều tiền còn mời được hai người. Thế bây giờ hát một hồi rồi hả? Anh hát riết, anh khách qua anh hết khách luôn. Bầu show bán nhà, còn ai đâu. Bây giờ thầy một nơi, anh một nơi, ngoài một nơi. Chỉ có chương trình sau này mới có thể đủ điều kiện mà mời chung cái thằng gương mặt lão làng này. Chứ chả ai mời. Chả ai mời cả. Nó có đủ năng lực để mà gọi hồn hai nghệ sĩ không còn trẻ này ngồi chung một chương trình. Ai mời ta? Xem chung gì hết. Lâu lắm rồi mới là có dịp để quay chung với Vũ Hà. Và biết Vũ Hà rất là duyên dáng. Rất là duyên dáng luôn. Cho nên là biết là hôm nay sẽ cười đó. Cười dữ dội đó. Đến xin bà Hương chiếc xe nè chứ. Mà tôi thưa thầy có 2 tỷ mấy à? Có 2 tỷ mấy à? Thôi thầy ơi, mình lớn rồi. Mình cũng có của cải rồi, để ra để vào rồi. Xin gì mà cái xe đừng xin như vậy kỳ lắm. Chứ xin rồi em ghét trên đời đã đi xin em ghét. Vậy đó hả? Ừ. Rồi em ghét ai đi xin. Tôi không xin đâu. Không xin nha. Không xin đâu. Nó muốn cho nó cho. Nó cho. Đi cho lấy thôi à. Cuộc đời trời ơi. Tội người ta có lòng. Nó cho mình lấy cái kỳ lắm. Quan niệm rất là rõ ràng luôn. Người ta thương mình, ta cho mình. Và mình không lấy là phụ lòng người ta. Thì lần sau người ta đâu có cho nữa.